nhưng mà không biết hàng nào nó phá từ vui đi hàng nào xong bây giờ phá hàng nào chạy vô luôn khỏi giá luôn 700 ngàn được rồi, chút rồi các 700 ngàn. Không biết. Tự nhiên đọc cái đồng của mặt luôn. Nhưng mà không biết thằng nào nó phá từ vui. Đi hàng nào xong bây giờ phá hàng nào chạy vô luôn khỏi mua giá luôn. 700 ngàn. Được rồi, chút rồi các ông. 700 ngàn. Cái đầu má nó hồi hả mệt. Hơi tiếu. Hơi tiếu quá.